Hùng Sữa, anh chia sẻ kinh nghiệm cho chim đi thi xa vài chục km hoặc đi tỉnh đi ạ. Cái vấn đề này thì nó cũng rất là nan giải đối với một số anh em mà mới bước đầu. Anh nói hay quá, cảm ơn bác Tuyên Phạm nhé. Những anh em mà thường xuyên mà đi thi á, mà đi tỉnh ấy, thì cái cốt yếu là gì? Các bác phải chuẩn bị cho em ba yếu tố. Nếu các bác nào đi thi tỉnh nhá, mà các bác phải chuẩn bị cho em ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là gì? Một chai nước. Đó. Yếu tố thứ hai, nếu như mà các bác đi tỉnh mà đi xa quá 20 km thì các bác phải có một cái đồng tắm nữa. Đấy. Còn nếu trong bán kính phạm vi khoảng chừng 20, tối đa lắm là 50 km thì không cần phải bán đồng tắm. Đấy, các bác có thể là tắm chim xong rồi các bác phơi nắng rồi chuẩn bị, sau đó các bác đi vào buổi chiều. Sau đó là các bác sáng ngày mai các bác có thể tới khách sạn, các bác thuê khách sạn và thuê vị trí để cho chim ngủ nghỉ. Rồi sáng ngày mai các bác thi. Còn nếu như các bác thời đi trong phạm vi nó quá xa, khoảng 100-200 km gọi là liên tỉnh ấy, thì các bác cốt yếu là các bác phải có ba vấn đề, đó là cái chai nước, thứ hai là cái lồng tắm, thứ ba là điều cốt yếu nhất đó là một quả táo hoặc là một miếng trái cây để đưa chim. Đó là cái chuẩn bị. Chứ còn các bác đi thi tỉnh mà các bác không có sự chuẩn bị mà tới cái chỗ mà địa điểm thi mà các bác cập rập là chú chim không bao giờ có độ an toàn, đặc biệt là mình không có chuẩn bị sự chú đáo, chú chim đó nó sẽ mất cái sự cân bằng các bác nhá. Tại sao vậy? Tại vì thứ nhất là các bác đi thi liên tỉnh nhé, thì các bác phải có một cái chai nước, tức là các bác phải thường xuyên đem cái chai nước mà các bác hay cho chim uống ấy, chứ không nên cho chim uống nước lạ các bác nhá. Nếu cho chim uống nước lạ nó có nhiều cái ưu nhược điểm, tức là có con chim tụt lửa cũng có, nhiều con nó đau bụng cũng có các bác nhá. Cho nên các bác tối ưu nhất là các bác nên đem theo một chai nước, cái nước nào cũng được nhưng cái nước mà các bác đang dùng cho chim uống là tốt nhất. Thứ hai là cái đồng tắm để cho chim có thể tắm chim khi anh em đi xa. Đấy, tại vì nó lạ lồng thì nhiều con chim nó không chịu tắm, cho nên là tốt nhất là đem theo một cái lồng tắm đi. Và cái thứ ba nữa là một trái táo hoặc một trái thanh long. Cái trái táo đó để các chuẩn bị để sáng sớm các bác cho chim ăn để bắt đầu lên nhận thi, để cho chim thi đấu nó tốt hơn, dễ đi cầu hơn và nó không bị bón trong quá trình thi đấu các bác nhá. Đấy, cho nên là với lại một cái ưu điểm mà một cái chi tiết nữa mà các bác nên quan tâm, đó là cái vị trí ngủ của chú chim. Cái vị trí ngủ của chú chim các bác nên quan tâm về cái giờ giấc ngủ cho những chú chim mà đi thi đấu trường, đi xa lên tỉnh. Tức là cái thời gian ngủ nó rất là quan trọng. Các bác cứ phải cho con chim ngủ theo cái trạng thái tự nhiên, tức là tối trời tối tới đâu thì nó ngủ tới đấy, tức là trạng tự nhiên thì con chim nó sẽ an toàn hơn các bác nhá. Chứ còn chim đi đấu trường mà các bác cứ đem ra vọc tới 11, 12 giờ đêm rồi bắt đầu chùm nó đi ngủ là ngày mai thì khỏi thi luôn bác ạ. Mà nếu có thi được thì cũng là đi sớm về sớm, đúng không ạ? Anh Trâm hỏi chim đi xe hoặc tàu khoảng 800 cây thì mấy ngày để phục hồi không? Cái này nó cũng phụ thuộc vào yếu tố. Yếu tố đầu tiên tức là bác gửi chim đi xa thì bác gửi để cho là chuyển nhượng một chút chim, hay là bác chút cho anh chuyển chim đi thi. Đấy, bác Hoàng Thắng nhá. Chứ còn bác hỏi câu này thì nó rất là mơ hồ và nó không đi đúng cái mục đích câu hỏi. Ví dụ như bác chuyển nhượng cho họ hay là bác mua chim của người ta từ 800 km đổ lên, đấy thì khoảng mấy ngày, hoặc là con chim bác gửi đi để di chuyển đi để đi thi thì nó lại phụ thuộc yếu tố khác bác Hoàng Thắng ạ. Cho nên bác phải nói rõ vấn đề bác nhá. Trương Trọng Lực, những loại trái cây nào dành cho chim thi anh? Vâng, cho chim thi thì chăm lửa hàng ngày, đó là chuối, táo, saboche, cà rốt hấp các bác nhá. Đấy, có thể lâu lâu mà thời tiết mà nắng nóng ấy thì các bác có thể chêm một miếng cam hoặc là miếng đu đủ các bác nhá, nhưng mà ăn ít lại. Anh cho em hỏi mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng thì mới biết con chim tố chất và yếu tố nào để biết con chim hay vậy? Vâng, mình nói rất là nhiều à, bác Tống Thành. Để mà có chim bổi thì cái điều đầu tiên là phải có một cái kinh nghiệm, những cái chi tiết của con chim để mà mình nuôi nó. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên đó là cái chi tiết trên con người nó, đặc biệt là những con bổi. Bác Tống Thành nhá, chào bác Xuân Huyền. Đặc biệt là con bổi là các bác phải để ý rằng những con chim bổi thì các bác nên lưu ý 4 tiêu chí, đó là chân, cánh, đầu, mào. Tức là 4 chi tiết đó trong một con chim. Thì khi mà mình đã có một cái suy luận và một có kinh nghiệm cũng như là cái chi tiết của những con chim đó, thì trong quá trình các bác nuôi nhá, trong quá trình các bác nuôi thì trong vòng khoảng chừng 2 tháng
là các bác tự thấy rõ rệt những cái thể hiện thái độ nó ngay. Đấy, thái độ nó ngay. Tất nhiên có rất nhiều con chim của bổi già ấy, là nó tung rất lâu và nó lâu thuần. Thế nhưng mà qua quá trình các bác chăm sóc, các bác nuôi dưỡng ở trong ngôi nhà, trong cái lồng các bác để ở nhà để ý ấy, là ít nhiều nó cũng có những thái độ, đặc biệt là thân hình của nó luôn luôn lúc nào nó ở trong trạng thái gọi là nó không có bị gọi là tù túng con chim, và nó không có bị rụt rè nhiều, chỉ nó chỉ sợ người thôi, chứ còn bình thường lúc bình thường nó thì nó cũng dễ sợ lắm, chứ mà chưa đơn giản đâu. Thái độ đó là trên hết. Bạn Tống Thành nhé. Chim đã đủ nắng, tuần này mưa, cuối tuần thi coi như sao. Làm sao bác biết đủ nắng được bác Quốc Phan, đúng không? Để mà nói con chim đủ nắng thì không thể nói được bác nhá, không thể nói được. Tức là con chim thì mình đã chăm độ lửa thì nên ngày nào cũng phải có cho nó để nó ổn định và nó giữ lửa, chứ không phải là cứ phơi đủ nắng là được bác Quốc Phan nhá. Đây là em khuyên ông nói chia sẻ thật lòng đấy, chứ còn bác các bác nên hiểu như vậy. Và khi mà thời tiết mưa tất nhiên con chim nó sẽ có ảnh hưởng về độ lửa ít nhiều đấy, cho nên các bác để ý là những con chim nó đang đạt phong độ nhưng mà mưa kéo dài tầm một tuần ấy, là các bác để ý cái phân con chim nó ỉa đã khác rồi, đúng không ạ? Chứ đừng nói tới độ lửa. Tất nhiên khi mà mình mưa một tuần thì nó sẽ có ảnh hưởng tới độ lửa, đặc biệt là thời tiết mà thay đổi, nhiệt độ xuống thấp thì con chim nó sẽ có ảnh hưởng tới độ lửa, nó tụt lửa bác Cú Phan nhé. Đấy, cho nên là những con chim đấy thì tất nhiên nó vẫn chơi nhưng mà nó chơi không có căng được. Huỳnh Tấn Đạt, chim bể Mỹ có tiếp tục thi không thầy? Không nên nhá, không nên. Thứ nhất là những con chim bể Mỹ là rất là nguy hiểm và hầu như là khó nuôi lại nhá. Nhưng mà muốn nuôi nó ra được cái lồng lại thì các bác phải đổi cám và thay đổi chế độ. Chứ còn đừng có nghe một số ông bảo là ra tháng 2, tháng 3 lập xuân rồi chim nó mọc lông lại, em đố mọc đấy nhá. Phải thay lông đi cơ. Chờ tới mùa thay lông các bác đổi cám, chăm chế độ mát nó mới ra lại được nhá. Chứ còn các bác giữ nguyên cái cám đấy thì càng nuôi nó càng bị, và càng chăm đúng chế độ vậy thì nó càng bị, chứ không phải nó mọc đâu. Đừng có chờ nó bảo nó nghe mấy ông vớ vẩn bảo là lập xuân lập đồ rồi tự nó ra rồi ép thay lông vớ vẩn. Em thật các bác đấy, em còn đây, các bác còn đây, các bác cứ nuôi để các bác tự biết, không ra đâu. Chỉ khi nào các bác nuôi nó thay lông cơ nó mới ra, nhưng nó ra các bác phải thay đổi cám, đổi chế độ mát nó mới hoàn thiện lại. Còn nếu không nó vẫn ra, khi nó thay lông nó vẫn ra, nhưng nó ra xong nó lại rụng lại bác nhé. Đấy, cho nên các bác để ý rồi, các bác khi các bác tắm chim lên ấy, là con chim nó thường xuyên cà cái mặt xuống cầu nhá. Nó quẹt mỏ khác nhưng mà nó để hẳn cái mặt xuống cầu nó dụi ấy. Đó là hiện tượng bể Mỹ nhá. Đầu tiên nó sẽ bể quanh vành mắt này, quanh vành mắt, sau đó nó sẽ lan ra cái tách đỏ và dần dần nó rụng lên cái màu của nó nhá. Nó rất là nguy hiểm, và thông thường những con đó thì hầu như là không chăm lại được, bởi vì nó rất là khó bác nhá. Con chim của em ở nhà chơi hay, sách ra ngoài mà nó không chơi là vì sao anh? Thứ nhất đó, là bác nên đào thải con chim nó đi, bác Thịnh Phúc nhá. Con chim bác thuộc dạng những con chim tơ, khôn nhà dạy chợ và nó chăm chỗ. Đấy, nó chăm chỗ. Có rất nhiều con chim tơ tức là ở nhà nó rất chơi, rất căng, rất là hay, nhưng mà ra giàn nó không chơi nhá. Rồi cũng có nhiều con chim, có nhiều bác là thấy để ý là ở nhà là ai sách chim tơ nó không chơi cả. Đấy, bất kỳ ai sách chim khác tới nó cũng chơi, nhưng mà ra khỏi nhà nó không chơi. Đấy, cho nên là bác nên đào thải con chim đó đi bác Thịnh Phúc nhá. Chứ còn đừng có bảo là một số bác điện cho em bảo là có cái ông kia ông chỉ em là phải đi tập dàn liên tục đi tập, nhưng mà tùy con để mình tập. Chứ còn những cái thứ đấy thì các bác tập, các bác chỉ có tốn công, tốn thời gian các bác nhá, tốn cũng thời gian. Những con chim tơ lên thì nó vẫn có những con chim hay chứ không phải nó dở đâu, nhưng mà nó rất là ít. Thứ hai là các bác phải biết chăm. Đấy, phải biết chăm và phải có một chế độ, cũng là các bác hiểu tính nết của nó thì các bác mới chơi được. Đấy. Cho mình hỏi, chim mình đấu được 2 tiếng rồi nhưng nó chậm mỏ, có phải yếu lược không? Dạ không bác Mạnh Vi. Đây là những chú chim tính nết của nó như vậy chứ không phải là nó yếu lược đâu bác Mạnh Vi ạ. Nhưng mà dù sao cũng phải chúc mừng bác, đây là chú chim rất hay bác nhé. Nó thiên về đấu dàn, và những con chim này nếu mà bác nuôi tốt, bác đi thi ấy, là xác suất ăn giải rất là cao bác Mạnh Vi nhé. Phải nói thẳng là chú chim bác nuôi rất hay đấy, mà nếu bác nuôi tốt đi thì được chắc suất ăn giải rất cao bác nhé. Toán Còi, anh cho em hỏi cách giữ lửa cho chim với cách giữ lửa cho chim. Tức là thứ nhất, cái điều đầu tiên các bác muốn giữ lửa con chim thì các bác phải chăm đều tay. Đó là cái yếu cốt yếu đầu tiên, các bác muốn giữ lửa con chim ổn định các bác phải chăm đều tay. Thứ hai
là mồi tươi cũng phải đều hàng ngày. Đó là hai cái cốt yếu nhất mà các bác phải chăm con chim ổ định lửa. Tiếp theo nữa là các bác phải tắm nó, tắm táp nó và phơi nắng nó hàng ngày. Đấy, các bác đừng có nghĩ là khi con chim nó đủ nắng rồi là không cần phơi nắng nhé. Đủ nắng rồi vẫn cần phơi, nhưng hàng ngày ngày nào cũng có thì con chim nó luôn luôn trong trạng thái sung mãn và nó ổn định. Chứ còn các bác cứ ngày phơi ngày không rồi cứ 2-3 ngày mới phơi một lần thì không bao giờ được. Thứ nhất là con chim nó không có độ ổn định. Thứ hai nữa là nó khi mà con chim nó vật vờ về nắng ấy, thì con chim nó sẽ tụt lửa nhanh. Nó tụt lửa và nó không có độ ổn định cao. Đấy, mà khi không có độ ổn định cao thì con chim nó sẽ không giữ được lửa tốt. Bác Toán Còi nhé. Tà Thiên Nguyễn, cách trị chim phục hồi trúng gió. Những con chim trúng gió thì các bác phải rớt bố ấy. Ví dụ trúng gió mà rớt bố ấy thì các bác phải có cái chai dầu miên thì nó mới ok được thôi nhá. Chứ còn những cái dầu khác nó cũng được nhưng mà nó rất là hên xui. Các bác phải có chai dầu miên đấy, các bác bôi vào đũa ấy, thọc vào gan bàn chân cho nó. Nếu mà nó rớt bố, các bác thọc vào chiếc đũa vào gan bàn chân để cho nó bấu lại, để cho nó ấm bàn chân. Đấy, sau đó các bác ra tiệm thuốc tây, các bác mua cái viên xê sủi ấy, nước cam ấy, mà cái loại mà bà bầu hay uống ấy, các bác bẻ làm tư ra, sau đó các bác bỏ vào cốc nước và thêm với một viên vitamin B1 để cho nó uống nhá. Tuyệt đối không cho ăn trái cây nhá, tuyệt đối không cho ăn trái cây, không cho ăn bột. Đấy, tại vì sao? Tại vì khi con chim nó đang yếu mà các bác cho ăn trái cây, có nhiều con chim nó ăn miếng to quá, tại vì lúc đó nó đang yếu mà nó rứa nó nuốt ấy, nó rất bị dễ bị nghẹn cổ, nó chết ngay. Cho nên tuyệt đối không cho ăn trái cây và cho ăn bột. Các bác cứ để yên cái nước trái cây đó và vitamin B1 đó cho nó uống một ngày đó để con chim nó khỏe lại hẳn nhá, không chết đâu mà lo. Sau đó sang ngày thứ hai bắt đầu các bác mới bỏ cám, bỏ trái cây cho nó ăn các bác nhá. Và tuyệt đối không được bắt nó. Có những con chim trúng gió các bác tuyệt đối không nên bắt. Em đảm bảo các bác con chim trúng gió, các bác thò tại các bác bắt nó chết ngay. Nó có hơi tay người là chết. Cho nên tuyệt đối khi con chim trúng gió ấy, là không nên bắt, không nên thò tay bắt. Các bác cứ để yên trong lồng như thế. Còn những con chim nào mà nó yếu quá nhá, những con chim nào mà nó yếu quá thì các bác phải lấy chiếc đũa và nhúng vào cái nước mà các bác đã pha ấy, pha cái thuốc xê sủi đó với vitamin B1 đó. Các bác lấy đầu đũa, các bác nhúng vào và để vào miệng cho nó chíp, để cho nó phục hồi lại các bác nhá. Chứ còn các bác bắt ra mà các bác nhỏ cho nó là cho nó rút cho nó ăn là nó chết ngay, nó nghẹn nó chết ngay, tuyệt đối không nên nhá. Bắt đầu khi nào nó mạnh lại, nó đứng lên cầu được, đấy lúc đó là các bác mới bỏ nước vào tự nhiên, vào bỏ cốc nước găm vào cho nó uống bình thường nhá. Và trong cái ngày đầu tiên thì không nên cho nó ăn uống gì, cứ để mình nước cho nó uống thôi nhá. Bắt đầu sang ngày hôm sau bỏ cám, bỏ đồ vào và cho nó một ít nước ong, mật ong pha nước ấm nhé. Ok chưa bác? Bảo Nguyễn, anh chỉ em cách phơi nắng cho chim mới trong lông như thế nào để ổn định. Vâng, những con chim mà mới trong lông ấy thì các bác nên cho ăn nắng qua áo trùm nhé. Nên cho ăn nắng qua áo trùm. Và khi nào các bác để ý là những con chim mà bắt đầu nó không còn cái bột phấn ở dưới bố lông nữa nhé. Khi mà không còn bột phấn ở dưới bố lông thì lúc đấy các bác mới cho ăn nắng trực tiếp nhé. Nhật Dương, lượt cuối chọn tốt. Lượt cuối chọn top 20, chim xuống sàn một lần khoảng 10 giây. Trước và sau thái độ đều sục sạo, trọng tài đợi hết giờ hạ, liệu có oan không anh? Tức là còn 12 con đấy, đúng không ạ? Thì để mà nói thế này này. Công tâm mà nói, thực sự xuống bố đây á thì nói không phải lỗi cũng không phải, mà nói lỗi cũng không phải. Mình nói thật đấy. Thấy chưa? Nhưng mà đại đa số, tức là mình lấy số đông ấy, thì anh em người nhân hay gọi là lỗi xương bố, đúng không? Lỗi xương bố. Thì trong tình trạng có rất nhiều người nhưng mà xương bố quá 10 giây thì đây là một cái thời gian rất là lâu. Nếu nguyên tắc đây là một lỗi kép gọi là lỗi cứng. Bạn phải biết rằng khi con chim mà nó đã ra ngoài hay là lơ mặt, chỉ cần qua 5 giây thôi, bởi vì vào tốt, mà đặc biệt là còn 12 con lượt cuối cùng đấy, hoặc 12 con hoặc 14 con rồi cuối cùng thì người ta chấm dứt căng đấy. Và thì bạn xuống 10 giây là thời gian nó quá dài so với con chim đấu đấy. 10 giây ngó như vậy thì chim đấu rất là lâu đấy, cho nên là nó hạ, ba tổng tài hạ có thể là đúng chứ không oan đâu nhá, không oan đâu. Cho mình cách nào chữa chim mình bị đi ỉa đi không bạn? Vâng, những con chim mà bị đau bụng đi ỉa ấy thì các bác nên dùng đọt ổi hoặc đọt cây cộng sản các bác nhé. Đọt ổi hoặc đọt cây cộng sản các bác giã ra, bỏ một hai hột muối sống, sau đó các bác pha một ít ấm vào
và các bác vắt lên nước cho nó uống và thay mới hàng ngày, làm khoảng chừng 4-5 ngày các bác nhé. Rồi cũng có con, các bác lấy cái quả mùng tơi nó hợp, các bác giã ra lấy nước cốt cho nó uống các bác nhé. Cái quả mùng tơi chín bằng mình hay ăn canh ấy, thì mỗi con nó hợp mỗi kiểu, cho nên là không phải con nào đọt ổi đúng hết, rồi không phải con nào lá cây cộng sản đúng hết, cho nên là mà không phải con nào cũng quả mùng tơi đúng hết, tức là mỗi con nó hợp mỗi cách, nhưng mà trong ba cách đó sẽ có cái hợp bác nhé. Chào bác Trần Rí. Tống Thành, anh cho em xin ý kiến về nhận xét về giọng trong côn và chim Gia Lai, theo anh giọng nào hay hơn vậy? Tất nhiên trong côn hay hơn rồi. Nếu mà nói về giọng ấy, thì Quảng Nam nó vẫn là vô địch. Nói thẳng luôn, tất cả những cái dùng vùng chim của Quảng Nam Đà Nẵng nó vẫn phải là vô địch. Nói thẳng luôn. Thấy chưa? Để nói về chào mà Việt Nam ấy, thì chim chào mà của Quảng Nam, sông Côn, Trà My, Mỹ Sơn, đèo Hải Vân, đấy, nó vẫn là vô địch. Tại sao? Nó là thương hiệu mà. Đấy. Nhưng mà để nói với chào màu đấu ấy, chào màu đấu thì Huế lại là vô địch. Đấy, xưa kia. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy, thì Huế với Quảng Nam bây giờ nó hết chim rồi. Đâm ra là một số anh em là bắt đầu mới chuyển qua chơi chim chim ngoài cánh Bắc. Đấy, chứ còn trước kia thì các bác cứ hỏi một số anh em nghệ nhân lớn tuổi ấy, là hầu như người ta không chơi chim Bắc. Thứ nhất là sao? Giọng nó ít, nó ngắn, và nó thường hay lông dày, thế cho nên là người ta ít chơi. Nhưng bây giờ tại vì chim hết rồi. Thứ hai nữa là cái mật độ anh em phong trào phát triển rất mạnh. Đấy, cho nên là cái mật độ mà Quảng Nam với Huế là không đủ chim để cung cấp, thì tất nhiên thì nó phải bắt buộc phải chơi chim ngoài Bắc mình thôi, đúng không ạ? Đó là nguyên tắc, bởi vì cầu vượt cung mà, cầu vượt cung thì bắt buộc họ phải chơi. Chứ còn với chim Gia Lai làm sao mà giọng ăn bằng sông Côn được. Thấy chưa? Không bao giờ ăn được. Thứ nhất là tông không hay. Thấy chưa? Tông không hay. Thứ hai nữa là về cái bộ hình, cũng bộ hình thì nó cũng xem với nhau thôi. Nhưng mà cái tông giọng thì không thể hay bằng Quảng Nam được, đặc biệt sông Côn nhá. Bây giờ có một số vùng hay hơn cả sông Côn, giọng vẫn hay hơn cả sông Côn chứ. Ví dụ như là chim Đà Nẵng Long Sơn này, vừa rồi mình mới tuyển cho bác Hoàng Văn cặp đấy, về bác ưng quá trời luôn. Đấy, chim Đà Nẵng Long Sơn này, chim Mỹ Sơn này, một số vùng là nó còn hay, rất là hay chứ. Giọng thì nghe thì mỹ mãn luôn. Ở cái dây Tống Thành. Chứ còn chim Gia Lai thì nếu mà giọng thì không có cửa để so sánh với sông Côn được, dứt khoát. Một chỗ con chim Gia Lai này, một số ông là cũng hay bán chim, là cũng hay quảng cáo sông Côn đấy, bởi vì nó gần gần như thế. Em thấy giờ bây giờ ngoài Bắc cũng bán sông Côn mà. Em thấy ngoài Bắc giờ bán sông Côn nhiều lắm, không biết sông Côn ở đâu. Chim Quảng Ngãi mới gần bằng Quảng Nam anh ạ. Vâng, Quảng Ngãi thì một số giọng cũng rất là hay, ví dụ như là Ba Tơ này, Minh Long này, một số vùng cũng rất là hay, giọng hay. Nhưng mà để mà độ xoắn, cái độ xoắn của nó thì nó không như trong Quảng Nam. Trung Mang đẳng cấp nhất. Vâng, Trung Mang thì bây giờ thì nó thương hiệu rồi, và bây giờ nó hầu như là 100% đã tuyệt chủng. Bây giờ nếu có còn một số anh em nghệ nhân, người ta vẫn giữ được, nhưng mà nó phải trên 10 năm rồi, trên 10 năm rồi. Vẫn có một số anh em ở Quảng Nam này người ta vẫn giữ được Trung Mang đấy. Như anh Su Musulan ở Hội An ấy, đang còn giữ mất mấy con Trung Mang, nhưng mà nó lớn tuổi, hơn 10 mùa. Nếu gần giống giọng sông Côn thì có Trà My với Trung Mang không? Trung Mang thì nó khác tuyệt hoàn toàn. Nếu mà giống thì có Trà My thì gần giống nhá. Trà My nó lua tông. Nhưng bây giờ mình có con bông Trà My, bây giờ giọng nó gần sông Côn, giọng nó gần sông Côn. Cái giọng nó căng lên, nó cái nhiều bác mà không biết thì bảo sông Côn đấy nhá. Cái giọng Trà My ấy, nó căng lên thì nhiều bác không nghe thì tưởng sông Côn, nó cũng tích quặc. Nhưng mà sông Côn tích quặc, Trà My nó tích quặc, cho nên nhiều bác mà không biết, không nghe được thì bảo là sông Côn như thế. Vâng, con bông của em là chim Trà My đấy ạ. Giọng hay. Dạ không, bác lên à, chim bể thì không chơi được nhá. Lương Nguyễn nghe giọng như thế nào để phân biệt 4, 5, 6 và 7, 8, 9? Cái này là cái tông âm giọng của từng con chim. Thì một số ông gọi là đôi khi này cũng bảo là thấy chim sổ ngắn âm thì bảo là 4, 5, 6. Còn con nào sổ dài dài thì bảo 7, 8, 9 thế thôi. Cái này gọi chẳng qua là cái khẩu vị của mỗi người và cái đúc kết của mỗi người tự nói ra, chứ còn chả ai thẩm định được cái giọng con chim cả. Thực tế mà nói chả ai đếm được cả. Mà các bác biết đếm con tông như thế nào đâu, đúng không? Các bác có đủ cái lỗ tính tai để mà đếm con chim nó ra âm không? Chả ai đều tính tai cả. Không ai đủ tính tai cả. Có cái là các bác nghe giọng nó quen ấy, thì các bác có thể là nghe được vùng này vùng kia. Đấy, tại vì cái gì nó có cái hậu của nó. Đấy, nhưng mà cái trong quá trình chim nó ra tông thì hầu như là không thể đếm được.
âm trầm và âm bổng lên xuống gì, làm sao các bác đủ thời gian, đủ tỉnh tai, cái lỗ màng nhĩ nó đủ rung để mà đếm được cái âm của chim được. Chẳng qua làm sao nếu con chim mà sổ giọng ngắn các bác nghe thì các bác nó phiến 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 như vậy thôi, thật sự đấy, phiến phiến như vậy thôi, chứ còn chả ai đếm được cả. Bác Lưu Nguyễn nhá, em nói thật đấy, chả đếm được cả. Chẳng qua nó phiến phiến phiến, thấy nó dài thì bảo 7-8-9, mà thấy nó ngắn ngắn thì bảo 4-5-6, nghe nghe như vậy thôi. Tức nghĩa là mình gọi là mình ước lượng thôi, chứ còn chả có ai đếm chính xác được con tâm con chim hót được bao nhiêu âm cả. Thực sự đấy, không ai mà kể cả như em đấy, chả không đủ khả năng để đếm được con chim hót bao nhiêu âm. Chẳng qua là mình nói phiến phiến, mình nó đoán đoán như vậy thôi. Chứ còn chẳng qua mình nghe nó sổ ngắn thì bảo 4-5-6 đấy, tức là ước lượng chừng 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 như vậy. Nó chẳng có ông nào mà giỏi tài giỏi mà đếm được từng âm, không ông nào tài giỏi đếm được âm cả. Để biết con chim lông dày không lông mỏng vậy thầy, những con chim lông dày thông thường nó không bao giờ nó ôm lông được nhá, không bao giờ nó ôm lông được đấy. Đặc biệt là hai cái các bác đã nhìn cái mình của nó ú chim lắm, rất là ú chim. Còn những con lông mỏng thì bao giờ nó cũng ôm sát bộ lông sát người nữa đấy. Rất đơn giản, nhưng mà chẳng qua là cái này nó rất là nhạy cảm, phải linh động để mà tả qua cái lời nói nó rất là khó. Hưng Hoàng, chim Bắc với Huế, chim nào máu chiến đơn, chim nào nó máu chiến cả, vùng nào nó cũng có con hai con chở cả. Thấy chưa? Chứ còn không thể nói là chính xác mà bảo chim Bắc dở mà chim Huế hay, mà cũng chả ai khẳng định là chim Huế dở chim Bắc hay cả, vùng nào nó cũng có con hai con chở. Bác Hưng Hoàng nhé. Chim bộ rừng về 2 tháng lồng mà vẫn chưa thay lông thì sao anh? Không, những con chim mà bộ rừng thì các bác không thể khẳng định được. Bởi vì trong từng các bác quan trọng nhất là con chim nó về lồng, nó rớt lồng á, trong thời điểm nào. Đặc biệt thời điểm này thì con chim nó không thể rớt lồng được đâu. Thấy chưa? Con chim nó thay lông rừng là gì? Thời điểm con thay lông rừng là bắt đầu vào tháng 8. Lông rừng ấy, con chim rừng bao giờ cũng tháng 8 cả. Thế nên là ví dụ các bác mà bắt cái qua cái mùa lông rồi thì con chim nó không thay, nó phải chờ tới mùa sau. Các bác nhá. Còn trong trường hợp mà các bác mà bắt về mà trúng mùa thay lông ấy thì cũng còn nó đổ ngay. Bác Tuấn Dương nhá. Chứ không phải là các bác nghe mình nhiều ông bảo là ép được lông rớt thì không ép được đâu. Có chào màu cui không bạn? Em không có bán chim cho nên em không có màu cui bác ạ. Bác Trịnh Tuyền nhá. Bác mua chim thì phải mua chim đấu chứ bác mua cái màu cui làm cái gì? Cái màu cui chả làm được cái gì cả. Em nói thật đấy. Chứ còn các bác đi mua chim chim đấu mà các bác lại không đi tìm chim đấu mà để tìm cái màu cui làm cái gì? Nhiều bác mua chim rất là tức cười. Đấy. Cứ hỏi anh ơi có màu cui không? Anh ơi có màu tê không? Anh ơi có màu lân không? Chả biết cái màu nó là nó quyết định được cái gì. Hay là cái màu cui là mấy con đấy là hay đi ăn xe máy à? Hay là cái màu tê hay đi như thế nào? Tê hay là cui hay gì cũng được, nhưng phải là con chim hai cái đã. Hay là cái màu tính sau. Thấy chưa? Cái màu chẳng qua là một cái điểm nhấn. Cái màu, cái yếm chẳng qua là một cái điểm nhấn cho con chim nó hùng dũng, nó đẹp lên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải là con chim gấu. Tố chất, bản lĩnh trong con người nó, trong cái khả năng của nó. Chứ cái màu nó chả quyết được cái gì cả. Đấy. Chính vì cái lẽ mà các bác cứ tìm màu cui màu lân ấy. Đấy nha. Các bác cứ tìm màu cui màu lân thì đây cũng là một cái tiêu chí mà những ông bán chim hay đưa ra để cho các bác mua. Đúng không? Cái tiêu chí các bác hay đưa ra để có các mấy ông bán chim hay đưa ra để mua. Đấy này, bác lấy con này về chơi này, con này màu lân này, không chụp mũ này. Một ngày. Đúng không? Một ngày. Nghe màu lân sướng quá, nghe màu cui sướng quá. Một ngày. Đưa về cứ nuôi bố cô. Chơi chẳng chơi, hot chẳng hot, nuôi ngày từ năm này qua năm nọ thế. Đúng không ạ? Cho nên các bác đừng có quan trọng quá cái màu. Phải là con chim cơ. Màu gì cũng được. Chơi được. Bác nhá, chứ còn đừng quan trọng là màu cui hay màu lân hay màu gì cả. Cứ đinh mà chơi. Cơ hồ mình chơi chim không quan trọng ở bề ngoài. Chính xác. Bác thấy có nhiều con chim rất xấu. Rất xấu. Nhưng mà đến dàn đấu đùm 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 đấu kinh khủng lắm. Nhiều con chim đẹp chả chơi gì cả. Mà cái giống chào mà cũng rồi. Cái giống chào mà là càng đẹp là càng không chơi. Đặc biệt là cái thứ màu lân hầu bỏ. Thứ toàn bỏ hết. Thứ toàn nó bố cô không. Thật đấy. Các bác để ý đúng không? Những cái thứ màu lân hầu bò là không bao giờ chơi được. Có chơi thì mình qua chơi cho vui thế, đấu cà phê vớ vớ vẩn vẩn thế thôi, chứ còn để mà lấy số lấy má thì rất là khó, rất khó lắm. Cho nên em có thể các bác phải tỉnh táo cái vấn đề đó. Chứ còn đi mua chim mà cứ mua cái màu lân với cái màu cui chả làm được trò trống gì cả. Em có thể các bác này chơi con chim mà màu, trà màu là một thứ tiêu sản. Em thật bác, em đã nói rất nhiều cho đây chim, trà màu là một thứ tiêu sản. Nhưng để mà chơi con trò màu thì anh em nghệ nhân là một người rất tinh hoa và tinh túy, nha. Rất tinh hoa và tinh túy. Nhưng trong cái tinh hoa tinh túy này, nó sẽ thể hiện được tất
cả cái bản tính của một con người. Thấy chưa? Ông nào hơn thua, ông nào sân si, ông nào mà nói phét nói láo, ông nào mà điếm lác cũng nằm ở trong con chim hết, cũng từ con chim mà ra. Thấy chưa? Ông nào có tính lừa đảo cũng từ con chim mà ra. Thế cho nên là các bác phải hiểu rằng những cái thứ tinh hoa tinh túy này, khi các bác cầm con chim chơi như thế nào thì nó thể hiện hết được cái tính cách của các bác trên con chim các bác đang chơi. Đấy. Cho nên cái vấn đề đẳng cấp của một người chơi chim á, đẳng cấp của một người đam mê á, không phải là đánh giá bằng đồng tiền, cũng chẳng phải đánh giá bằng cái hào nhoáng bên ngoài đi ô tô xe sang trọng này cả. Nhưng đẳng cấp của một người chơi đam mê đó là cái tính cách, cái sự giao lưu của một con người, đó mới là cái đẳng cấp. Còn tiền nhiều các bác mua chim hay, nó là chuyện rất bình thường, chả có gì đáng nói cả, không có gì đáng nói cả. Bởi vì mỗi người có một cái cách chơi riêng, mỗi người có cách đam mê riêng. Ông nhiều tiền thì ông mua chim thi, tôi ít tiền thì tôi chơi chim bổi, đúng không ạ? Nhưng mà cái tư duy, cái sáng tạo và cái kinh nghiệm và cái chất chơi của một người, đó mới là cái đẳng cấp. Cái đẳng cấp của người ở chỗ đấy, chứ không phải là ông nhiều tiền ông đẳng cấp, không có đâu.